Thưa quý vị, bưởi hồ lô hay dưa hấu hồ lô thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều, và với sự sáng tạo của người nông dân, ngày nay họ cho ra những trái dừa hồ lô để phục vụ bà con chưng trong những ngày Tết đến xuân về. Như chúng ta biết thì trái dừa rất là cứng, vỏ rất là cứng, và để tạo hình hồ lô thì không đơn giản chị anh Thư ạ. Nhưng mà với 8 năm kiên trì thì một người nông dân ở Cần Thơ đã thành công tạo dáng dừa hồ lô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan vườn dừa hồ lô tại thành phố Cần Thơ quý vị nha. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Người đàn ông này cùng những trái dừa hồ lô đã minh chứng cho câu nói đó. Wow, đấy hả chú? Được cái trái hồ lô như vậy là mất khoảng bao lâu hả chú? Này là 3 tháng con. Con thấy thường người ta làm bưởi nè, hồ lô nè, dưa hấu hồ lô nè. Mà sao lại chú lại có cái ý tưởng làm dừa hồ lô? Thì hồi đó nói chung là chú cũng coi TV, cũng có một em đó làm cái dừa hồ lô nhưng mà nó không có đẹp. Nó là em đó chuyên gia là cái dừa mà em nó làm, em nó đóng chữ không à. Rồi cái làm được cái hồ lô nó, nhưng mà chú thấy cái hồ lô nó như là nó suông vậy đó. Rồi chú nói, sao chú tự nhiên cái nó, chú thích cái trái dừa hồ lô à. Cái chú mài mò, chú làm hoài không có được. Cái làm riết tức quá, hỏi sao người ta làm được, mình làm được. Gán mài mò, cái chú làm sao thấy mà nó ra cái hồ lô đẹp lắm mà sao nó bể hết à. Chú nói vậy là nó bóp, nó chịu không nổi. Vậy là cái chú canh, cái chú ra, chú thấy nó hót rồi, cái chú xả ra. Cái chú làm, chú kinh nghiệm, tự xem nó hên. Dạ. Yeah. Mấy trái chú xả ra nó không có bể cho nào nữa chứ. Dạ. Yeah. Cái từ đó cái chú mới kinh nghiệm được là như là giờ làm không có bể nữa. Cái năm nay là chú làm bao nhiêu cặp? Năm nay chắc không tới 100 nữa con. Còn mấy cái dừa này là dừa chân lắm nè. Mấy cái dừa này là dừa chân nè, mấy cái dừa này là con chân khoảng chừng 2 tháng. Năm nay chú bán một cặp dừa hồ lô là khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Chú bán một cặp là như bà con mà dừa chân đỏ đỏ đó, 100 rồi 150. Thưa chú thì chăm nghe không bằng mắt thấy. Thì hôm nay con có dịp đến vườn của chú Phúc thì con chứng kiến những cái trái dừa hồ lô rất là đẹp mắt. Và hy vọng là năm nay chú sẽ bán hết những cái sản phẩm mà mình làm ra chú. Chú cảm ơn con. Những trái dừa hồ lô của ông Phúc không chỉ được xem là bài học cho những người đang tìm kiếm thành công trong cuộc sống, mà còn góp phần làm đa dạng sản phẩm chưng trong ngày Tết. Năm nào em cũng mua chưng hết trơn, em thấy rất là đẹp với mình. Tặng mình biếu đồ Tết, mấy ngày Tết cũng được. Có lẽ con chân là một trái dừa này ha, trái bử vô, bử hồ lô, dừa hồ lô, làm thắt nơ đồ ha. Rồi cái Tết mình chân chắc đẹp lắm ta.